Điều tuyệt vời nhất khi yêu đó là cả hai đều muốn đi khắp mọi nơi cùng với nhau. Hình nha. Đây là kỷ niệm một năm này. Chụp một tấm thôi. Nào, chụp nào. Và đây lên. Là kỷ niệm 2 năm. Chụp nha. Kỷ niệm 3 năm luôn. 2, 3. Tôi không cần anh. Sau 3 năm, chúng tôi đã chia tay. Chia tay thật luôn. Lên. Bước đầu tiên sau khi chia tay, tự nhiên bạn sẽ thấy mọi kỷ niệm không đẹp như bạn nhớ lúc đầu nữa. Anh để quên tiền ở nhà rồi, em tính tiền giùm anh với. Chị ơi, tích điểm giùm em với. Tự nhiên như ruồi chẳng hạn. Bạn thấy ghét anh ta. Cho em xem nào, cái gì đây? Em biết để làm gì? Hay là cục cằn như cục đá? Sao anh chẳng bao giờ có ảnh kỷ niệm thế? Mỗi người có cách ghi nhớ khác nhau mà. Hoặc là nhạt nhẽo vô tâm, chẳng có tí lãng mạn nào. Sau đó, bạn sẽ rất quyết tâm cắt đứt mọi thứ. Bọn mày nhìn tao quyết tâm đây này. Block luôn. Chặn mày, chặn. Mày ấn luôn, tao block luôn. Kinh nhờ. Kinh thật đấy. Nhưng mà lâu rồi, đồ đây tao bỏ chặn đi. Rồi nào. Đâu. Hoặc không. Bạn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bọn mày cần gì phải yêu đúng không? Tao nói có đúng không? Tao nhớ hệt lắm. Tao nhớ hệt lắm. Hoặc yêu đuối. Đại khái là bước thứ hai, bạn sẽ trải qua rất nhiều cảm giác lên xuống về người yêu cũ. Tao nhớ hệt lắm. Bước 3, bạn phải tự tạo niềm vui mới cho mình để không nhớ đến kỷ niệm buồn nữa. Anh vẽ cái gì đấy? Đánh dấu mình đang ở đây. Thì có cần ai hiểu đâu, mình hiểu là được rồi.
cửa làm gì đấy? Cho em xem nào, anh giấu cái gì đây? Không có gì. Cái này anh biết thôi, em biết đây làm gì? Cho em xem đi. Tưởng cái gì? Sao anh chẳng bao giờ có ảnh kỷ niệm thế? Mỗi người có cách ghi nhớ khác nhau mà. Vậy bước tiếp theo để quên đi người yêu cũ là gì? Thực ra bước tiếp theo chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bởi khi đã chia sẻ cùng nhau những kỷ niệm, chúng ta không thể bắt bản thân xóa nó đi được. Để được nói yêu thương mãi bên em. Hóa ra có một chữ đáng về mọi kỷ niệm, dù nó xấu hay đẹp. Không phải đáng ghét hay đáng quên, mà là đáng nhớ. Tôi và Đạt không còn gặp lại nhau nữa. Thỉnh thoảng có nói chuyện trên Facebook thôi. Chỉ có một lần tôi vô tình thấy Đạt đi trên đường ngược chiều với mình. Vậy thôi. Sau đó Đạt chuyển vào Đà Nẵng sống. Hai năm sau khi chia tay, Đạt lấy vợ, một cô gái ở Đà Nẵng. Hình như là vậy. Và tôi cũng đã có người yêu mới. Cuối cùng, tôi cũng quên được Đạt. Đúng hơn là tôi không còn nhớ về Đạt nữa. Mọi thứ trôi qua cứ tự nhiên như thế. Còn những kỷ niệm của hai đứa vẫn như vậy, tôi không quên. Kỷ niệm vẫn là thứ để nhắc mình nhớ mình đã từng yêu như vậy. Có khi riêng mình tôi mơ, có khi riêng mình tôi nhớ, vẫn riêng tôi chờ mong